Xin chào! Có nhiều bạn thắc mắc rằng tiếng Việt hiện đại và cách đây 2.000 năm có khác nhau hay không? Thời đó người Việt nói tiếng Việt như thế nào? Giả dụ như chúng ta có cỗ máy thời gian của Doraemon và quay trở về 2.000 năm thời Ba Trưng Ba Triệu thì liệu rằng chúng ta có nói chuyện được với những người đó hay không? Liệu họ có hiểu chúng ta nói gì hay không? Để làm rõ, chúng ta hãy cùng xem video này các bạn nhé! Nếu xét về chữ viết, chắc chắn rằng chữ viết thời xa xưa và tiếng Việt bây giờ hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như hàng nghìn năm trước, chúng ta dùng chữ khoa đầu. Sau đó, khi người Hán sang xâm lăng, chúng ta dùng chữ nho. Sau này cải biến thành chữ nôm và sau đó nữa, gần đây khoảng 2 thế kỷ, các giáo sĩ phương Tây đã giúp chúng ta tạo ra bộ chữ Latin hiện đại, chính là chữ quốc ngữ mà chúng ta đang dùng ngày nay. Nhìn chung thì nếu quay về hàng nghìn năm trước, bạn sẽ phải học chữ khoa đầu và chữ nho thì mới có thể viết post trên Facebook cho người thời đó đọc. Theo lý thuyết thì dù có viết như thế nào, tiếng nói của chúng ta vẫn cứ như vậy. Phải chăng khi quay về 2.000 năm trước, người Việt vẫn nói như bây giờ? Câu trả lời chính xác nhất là không ai biết, vì chẳng ai sống 2.000 năm để nói cho chúng ta nghe. Hoặc cũng chẳng có cái máy ghi âm nào từ 2.000 năm trước để thu lại tiếng nói của người xưa. Có may ra 2.000 năm nữa con cháu ta vẫn nghe được tiếng của các cụ tổ chúng ta bây giờ. Vì bây giờ đã có máy thu âm, máy quay phim nên chúng nó chẳng phải đau đầu nghiên cứu khảo cổ làm gì. Dù không biết chính xác nhưng hầu hết các học giả đều khẳng định rằng tiếng Việt đã có sự thay đổi qua hàng nghìn năm nay. Tất nhiên không phải phán bừa mà có nhiều căn cứ để khẳng định cho điều đó. Thứ nhất là về từ vựng. Chúng ta thấy mỗi thời đại thì chúng ta lại sống trong một hoàn cảnh khác nhau, đương nhiên vốn từ vựng cũng khác nhau. Giả dụ như bây giờ chúng ta quay về thời Bà Trưng mà nói rằng cháu đến trường bằng xe đạp, cô giáo dạy bằng máy chiếu, chiều bố đón bằng ô tô, đi ăn buffet ở nhà hàng 5 sao, tối về xem YouTube trên TV. Thì chắc chắn là Bà Trưng sẽ chẳng hiểu bạn nói gì, trường học là cái gì, xe đạp là cái gì, ô tô, TV, YouTube là gì. Như vậy, với vốn từ vựng khác nhau, chúng ta đã có một khoảng cách rất lớn cho việc giao tiếp. Hẳn là thời xưa cũng có những đồ vật mà hiện tại chúng ta không hiểu, không biết nó là cái gì. Mà không chỉ đồ vật, kể cả các từ ngữ chỉ hành động cũng bị thay đổi. Chỉ tính trong vòng 30 năm trở lại đây, có nhiều từ mà các cụ xưa sẽ không biết là gì. Ví dụ bây giờ, không ai nói là chụp ảnh bản thân, mà mọi người hay dùng chữ selfie hay chỉnh soạc, các cụ xưa cũng chẳng biết là cái gì. Các cụ xưa bảo chiều rồi, đi thổi cơm đi, thì giờ chúng ta bảo nhau đi cắm cơm, chứ thổi cơm cũng chẳng ai hiểu. Chỉ trong vòng 30 năm thôi mà có nhiều từ bị thay đổi như vậy, chắc chắn là 2.000 năm sẽ là một sự thay đổi rất khủng khiếp. Thứ hai là về âm sắc. Các bạn thấy, ngày nay, người Hà Nội nói khác với người Thanh Hóa, khác với người Quảng Ngãi, khác với người miền Tây. Đôi khi, sự khác biệt rất lớn đến nỗi chúng ta cũng chẳng thể hiểu được nhau. Ví dụ, nghe giọng Quảng Ngãi, mình không thể hiểu hết hoàn toàn. Mà vấn đề là, 2.000 năm trước, tổ tiên chúng ta nói giọng Bắc, giọng Trung hay giọng Nam, hay một cái giọng gì đó khác nữa, hay mỗi vùng, mỗi giọng. Rõ ràng, đến hiện tại con cháu người Việt chúng ta còn chưa hiểu hết nhau, thì quay về 2.000 năm trước, làm sao mà hiểu được? Bạn người Hà Nội mà gặp tổ tiên người Quảng Ngãi thì chắc bạn cũng bó tay. Thứ ba là sự hòa hợp các nền văn hóa với nhau. Bạn là người Bắc, bạn vào Nam sống thì giọng của bạn rất dễ bị lái theo giọng miền Nam. Mà thời xưa, ông bà tổ tiên của chúng ta đã bị xâm lược rất nhiều lần hoặc sống cùng nhiều nền văn hóa khác, cho nên tiếng nói ít nhiều cũng bị thay đổi. Do vậy, tiếng Việt ngày xưa hẳn là khác so với bây giờ. Vậy tiếng Việt xưa thì như thế nào? Có giả thuyết cho rằng từ các truyền thuyết của người Kinh và các truyền thuyết của các bộ tộc thiểu số khác đã cùng nhau cư trú lâu đời ở Bắc Việt Nam đều nói lên rằng người Việt có chung một nguồn gốc từ thời buổi xa xưa của lịch sử, nhất là giữa người Mường và người Kinh. Sử liệu từng cho biết người Mường nguyên xưa là người Kinh đã bỏ đồng bằng lên miền núi rừng để tránh họa đồng hóa của ngoại bang xâm lăng. Vì thế có thể nói người Mường là tiêu bản còn lại của người Việt thời tiền sử. Như vậy, tiếng Mường cũng là tiếng Việt thời xưa mà ít bị biến đổi, có thể dựa vào tiếng Mường để phân tích về tiếng Việt xưa. Ngôn ngữ Việt và Mường đều có các yếu tố Thái và Môn Khmer. Theo học giả Vương Duy Trình, trong một đoạn trích luận về chữ viết của người Việt cổ trong sách Thanh Hóa Quan Phong,
Nếu được âm lại theo chữ Quốc ngữ ngày nay thì tiếng ngày xưa sẽ thế này: Du su dưỡng hứa ảo, để ba cỏ hương cúc tẩy, khu mu đơn tây hương tiểu bông, ba hoàng thiên nào du su mông nồng, tối kháo kham, nô hi châu rõ khoan hiểm bông uẩn khủ. Chà, bạn không hiểu đúng không? Vậy thì bạn không nói chuyện được với người Việt xưa rồi. Và đoạn trên có nghĩa là: hoa vàng ở trên cao, làm sao lấy được? Anh cũng lấy hương vàng, thắp đủ ngày, khấn hương đăng, khấn trời ở trên cao. Trời ở trên cao trông xuống, cùng giúp hay không? Có biết anh cùng em, cùng mến lòng nhau không? Hay một câu khác: khay khước mang pêu pô, ràng có mông ông, thên hốp là ông Tùng, mà cỏ lại bờ trồng, nã nú ra tế nĩ, lấp cái công bồ. Có nghĩa là khi trước nghe người ta nói rằng có một ông tên gọi là Tùng mà có hai vợ chồng, nó rủ nhau để nó lấp cái sông bồ vào đất thạch bì. Như vậy tiếng Việt xưa chắc chắn khác tiếng Việt ngày nay. Thật thú vị nếu người xưa có máy ghi âm để chúng ta nghe xem nó thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.